các bạn. Thấy nắng chang chang vậy chứ tầm muốn chết luôn. Này hôm nay là quá là đỉnh rồi. Bánh bèo cả ngày. Ngày này à? Ờ, lớn lên là thấy rồi, thì năm nay là anh là 42 tuổi. Là 43, anh 43 tuổi mà cái nhà này lớn lên anh đã thấy cái nhà. Ăn cơm xong anh đưa xuống chơi. Bữa cái con mà có hai màu đó là con Quyền nó ngỗng mà. Thì ngỗng ở đây nó màu vậy, ngỗng trên chú là màu trắng. Nó cái cổ nó dài như là con đà điểu vậy đó. Màu đen màu xám. Ừ, cộng cái ngỗng với chú nó bự lắm. Con cái 50-60 kg lận. Nó phép à. Nó phép đúng rồi, phép rồi. Sao đứa nhỏ mà chở đứa bự vậy? Năm mới. Năm mới. Dạ. Chúc cái cáo xong năm mới mình khỏe nha. Dạ. Sao chút vậy? Thử coi sao, thử coi sao. Hút nó. Con làm nhẹ nhẹ chú, chú làm sao nhẹ nhất có thể nha. Giờ sao nè, con cầm nè. Làm phan ngang người đấy. Có quay rồi. Các bạn đó. Chị ngã người nha, chưa kêu. Xịt đấy, xịt. Không phải gì đó. Khói rồi. Phê chưa. Chưa, chưa phê. Nếu mà phê là rượu vào cồn nhá. Hello các bạn. Đây là ngày thứ hai ăn Tết tại Thái Nguyên bạn. Mình thấy mình thở rồi các bạn. Hút thuốc các bạn, thở ra khói vậy. Mới có 7 giờ mà mình ngủ không được, ăn lạnh quá. Mình ra đây kiếm cái gì đẹp đẹp quay phim cho bạn xem. Mình cứ đem live cam nè bạn. Mặt trời đang lên nè. Wow. Đẹp không?
dẫn đường đi. Đâu đi. Ơi. Đi. Dẫn đường đâu vậy? Chưa xong hả? Bắt đầu rồi nhím. Giật đầu coi. Dạ. Hôm nay không chờ rắn nữa. Đại Huyền đi. Dạ. Chú lại dắt vừa lắm nha, phải dắt ra lúc 2 đủ cơ. 7 đô thì nó quá nhẹ. Đây miền Bắc. Giật đầu giúp. Huyền đâu, mọi người bảo Huyền rồi. Lên. Chơi các bạn. Thấy nắng chăng càng vậy chứ tầm muốn chết luôn. Hay gì mà anh. Này là hôm nay là quá là đỉnh rồi. Bánh bèo cả ngày của tao. Đi vòng lên bây giờ đi chơi Tết là Tết tiếp. Tết đi. Tắt gì đi chơi, tắt gì. Con tắt đi. Ừ. Con tắt đi. Chơi tắt gì. Đã khô ai mà được rồi, sang luôn. Bên, ăn cơm xong chiều chiều đi chơi ấy nhá. Ừ. Có quay không hay là không quay? Đang chớp nè. À đúng rồi. Đó là hồi xưa quay cô 7 phải dòm à. Bây giờ đèn nó có hơi bự hơn lúc trước rồi. Quay đi cho này bảo cũng phải đón lên. Ừ. Trời, chứ biết gì nó lạnh tới nỗi mà nó bự không nổi. Còn 78 cái nhà thành 1 2 3 4 5 6 một cái, hai cái, ba cái, sáu bảy cái nhà sàn. Có phải cái nhà sàn không? Cái nhà sàn này cổ nè. Không, cái này không phải là cổ. Chưa cổ nữa à? Cái kia này. Đấy, cái kia. À, cái đằng kia. Tại vì cái này nó lợp này đâu đúng không ạ? Đúng rồi, cái này ông ấy nó bị đúng rồi, xong ông ấy đem cái tấm lợp về ông lợp luôn. Ừ. Thôi lên đi ăn cơm đã, lên trên nhìn ông chơi xong. Ô cà trồng kim vàng á. Đua xe. Cái gì vậy? Bông gì vậy? Bông. Thấy trồng trồng kim vàng đâu á. Ý em trồng dưới mà. Ao nào cá. Ui, thấy quặn dữ vậy. Ê, ngỗng nè, con ngỗng nè, màu trắng nè. Con vịt. Ê, lộn. Con vịt. Con ngỗng ở dưới đây nó màu đen. Ê, Quyền nói ngỗng kìa, có nói con ngỗng mà. Ở đây kêu bằng ngang. Con vịt khác. Ở đây kêu là ngang. Ngang, ở đây là ngang. Bữa cái con mà có hai màu đó là con Quyền nói ngỗng mà. Thì ngỗng ở đây nó màu vậy, ngỗng trên chú là màu trắng. Nó cái cổ nó dài như là con đà điểu vậy đó. Màu đen màu xám. Ừ, cộng cái ngỗng với chú nó bự lắm. Con cái 5-60 kg lận. Sợ nữa rồi. Nó phép à. Nó phép, đúng rồi, nó phép đi. À. Sao đứa nhỏ mà chở đứa bự vậy? Cái này nó còn to hơn. Vậy hả? Nặng hơn nữa hả? 36 cân, nó 35. Trời. Kể nhau đứng rồi nè. Không lớn, Huyền không lớn nổi. Vì này dằn mướp à? Có cái nào kìa. Ua. Ừ, bà lấy đi chó. Đó, bà đi. Ua, cái nào đẹp thế. Bà đi. Con chó luôn. Nó chỉ xin chỗ găng thôi ạ. Ua, cái nào đẹp quá. Xin chỗ găng. Chó đâu có cặp về thịt được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào là uống rượu đấy. Dạ. Cái cây này là trái mà biết mình ăn phải không? Hồi chua lắm. Đây cây đào nè. Wow. Như cái nhà này là anh lớn lên anh đã thấy rồi. Nhà này à? Lớn lên anh đã thấy rồi. Thì năm nay là anh là 42 tuổi. Là 43, anh 43 tuổi. Mà cái nhà này lớn lên anh đã thấy cái nhà. Ôi, làm sao mà chim cục đá ở đó được ta? Hả? Thôi ta đi bộ. Thì lấy về. Lấy vậy rồi làm sao năng rồi? Thứ chiều anh ăn cơm xong anh đưa xuống chơi. Năng cái cọc lên hả? Rồi mới nhét. Cái gió như kiểu đợt trước ấy. Chưa anh vẫn không chơi. Con xóm này thoải mái. Chào đại gia. Ok, tối nha, tối về sau. Vào trong bản khen á. Đi một vòng đã. Thế nhá, bye bye. Ok. Chào chúc Tết năm mới mình khỏe. Ở nhà này đang uống rượu này, bây giờ mà vào là uống rượu quá trời luôn. Vâng, như cái đào này. Đấy, cái đào phai đẹp lắm. Sao nhà này nó chả chịu khó vặt cái cây. Cây leo leo lên. Nào, có cây đào đẹp. Nhà có đậu. Là cái gì ta? Nhà có đậu. Đấy, khu sân chung của cái xóm. Rộng thanh thang luôn. Xã Thanh Phong. Xóm Thanh Phong. Xóm Thanh Phong. Lên dốc. Đây là nhà, đây là nhà của bố mẹ anh. Trước anh ở trên nhà này đấy. Ở nhà này, nhưng mà là cái nhà đáng cũ. Bây giờ thì nhà sàn ấy, người giờ dỡ. Dỡ thì xây nhà cấp 4. Đây cũng có cây đào đây. Rồi hai bông. Cái mà gà tàn hết rồi. Ấy còn hu. Mới gà hả? Nụ nè. Nụ nhiều lắm. Lần đầu tiên được cầm cây đào các bạn. Cái này mới ra bông à. Chú Hồng rồi đây. Hồng rồi đây. Dạ. Cái này thơ. Cái này nắng vừa lần sau thì miền Bắc thì lâu lắm. Thế em sáng hả? Ủa đây. Chú Hồng mà về mấy hôm trước còn riêng nước rồi. Không ấm nữa chứ. Có hai đồ ấm nữa. Em đi làm mà mặc ba cái áo riêng rồi vẫn còn riêng. Chưa chưa mưa đến đó chưa. Cái này là gì anh? Măng à, sao nó màu thẳng mà. Gọi là khô. Măng khô, hơi khô. Trong Nam nó gọi là khô măng. Khô măng. Ngoài mình là măng khô. Đây là mình luộc đi. Phơi nắng. Phơi nắng xong đây. Anh dập có chết chưa? Đây bung. Bán đũa đầu ấy. Cho giò heo. Cháu xuống, ngon. Cháu tên gì? Dạ cháu, cháu tên gì? Nhi. Nhi á. Đây là xoài. Xoài bao tử. Xoài ngâm muối. Ngâm chua. Lớn rồi. Ăn hay đâu. Đi lấy cái này. Tôi nghĩ đâu không ăn cơm à. Sáng nay nó đã nhau của tôi. Để ăn mà. Hôm nay đầu tiên tôi đã cho gói mì gì vậy. Mỗi chị em đã cho. Công tiết thì sao ta còn lại. Năm mới. Năm mới. Dạ. Chúc các cháu trong năm mới mình khỏe nha. Dạ. Năm mới nha. Mình quay vào. Cơm đi chị ơi. Quay vào mà. Mình làm rồi mà uống một hai. Anh ta cho em xin cái nước suối à. Gì vậy? Tại như nào mà uống được phải có nước. Nó làm ấy. Uống phải có nước rồi uống không được. Đây là nước ngầm. Em không uống thôi. Em lúc đấy em cũng uống. Em đấy. Ngoài này là nước suối là gọi là ở ao thôi. Còn đúng ra là nước lọc. Hai vợ chồng nhà em Hảo ở trong
chơi Tết Nam của Tổ quốc. Gần gọi là cực Nam của Tổ quốc mà chị nữa. Nếu hiểu biết đâu, chào hỏi. Ôi, vui đưa rồi. Dạ. Ở đây là anh trai thì Hạ Vũ rồi. Ở đây là em chú. Hà Nội. Ở Hà Nội, Hà Nội. Còn đây là em chú họ, còn đây là em có cậu nhà bên đây. Bố mẹ anh thì là đây, mấy anh cái giải sản ấy mới nguyên bản tí sang chứ. Trong một làng với nhau. Nhà ở bên nhà ngoại ở bên đây. Còn nhà nội là ở nhà bố đằng sau. Có đầu gốc cụ đã. Đầu gốc cụ đã. Đây là cây cỏ. Sản phẩm của gạo. Đây là cá dừa đấy. Đây là cá dừa, dừa nhỏ. Cái dừa dừa nhỏ đây. Có cái gì thân đi cỏ một cây dừa ấy. Có vị trí trong nhà. Còn cái ghế này nó có đi bao lâu rồi ta? Cái đèn đó. Ghế đèn thì phải ghế này. Ghế gì lạ cái đèn. Ghế này hỏi. Anh gọi cái này là anh không Hà Nội. Đâm ra mình gọi là giòn giòn rác thải. Giòn cái này có. Nhưng mà cái này đẹp. Nhìn thấy lạ lắm, nhìn thấy lạ lắm. Vì là ở Hà Nội mà bây giờ mà mang cái này đi quảng là giáo đấy, vẫn là tiền nữa. Nó thuê xe hôm mai xe ô tô nó trở đi, nhưng mà nó lại bảo là mình có lấy một ghế để mình kê không. Thì hóa ra là đúng là mình còn ngát nó. Nhìn lại ghê mới thấy nhạc đâu á. Nhìn cái hình lá bài, cái lá bài cái hình gì. Anh gì nhím anh gì? Anh làm nghề của anh ở dưới Hà Nội là đi xe tải mà. Thế nên ra cứ ai có cái gì là mình thay hết. Con cân vào cái tay quê còn thiếu. Từ kệ tivi này, một bàn ghế này cũng là đồ ăn xin này. Đấy, đang chặt thì chặt bị hai cái tủ quần áo cũng toàn xin hết. Mình cứ về gái bảo ai có cái gì cho để mang cái xe. Rồi mang đấy, cắp hết rồi. Ăn cơm đi. Cái này là khi xây là không có cục này đâu. Không có. Nhưng mà là kê sao còn nâng lên. À. Kê trước rồi cứ xây sau. Cái này là đá tự nhiên thôi. Dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà nâng là nâng sao ta phải có mái độn lên rồi nâng lên không, mới được. Phần... Không. Không. Mình cứ để đây đã xong mình mới cất lên. À. À. Để sẵn trước đây. Mình lấy mực. À để trước. Nó bằng để xuống trước vào nhau. Nhưng mà đặc điểm là nó cần mực nước ấy. À. Xong mới dựng cái cây cột này xuống. Con mới tưởng là lúc đầu là có cây cột thôi, không có cục đá. Không. Không. Đây đang lấy đá trăng dây trước để xem lấy bao nhiêu mét rồi. Bao nhiêu mét là xong mình mới dựng cái cột. Đây là cầu của anh. Dạ, hôm có gặp rồi, gặp rồi. Dạ. Dạ. Ừ. Mà nó quay quay ở đường góc quay nhà, nhà cũ, cái này là nhà cũ rồi đấy, dạ. Không phải nhà. Ừ, nó quay đó. Như nhà tiệm bây giờ đâu. Không phải nhà tiệm, nhà tiệm luôn. Không ừ. Là nhà đảng, nhà đảng thời đại thời bây giờ nó không có. Bữa đầu tiên xuống có ghé rồi, ghé uống cái ly trà rồi. Cha sân quay lấy mặt tiền ấy hả? Đây nó gọi mặt tiền đấy. Trời ơi, đây có cái xăng đã ghê à. Cây sung kìa. Hả? Cây sung kìa. Đúng sung. Không phải sung hả? Cái gì? Sung. Sung hả? Sung miền Bắc đó con. Sung hay sung chén. Sung hay sung chén. Dạ, thôi lên 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 trả chơi. Đi lên nhà. Không, mấy chỗ này đi nó nhịp nhịp thích ghê. Nhịp nhịp. Trời cái cây gỗ trời. Cây này cây gì chú? Cây gỗ củi đấy. Cây chổi. Củi miền Bắc ấy. Ồ. Ừ. Đi đâu à? Cắn ngay con đấy nó già rồi, nó không thấy đám cưới thì vào làm dâu là đã có rồi. Nhu nhu à. Uống nước cho. Dạ. Nhiều cưới hết rồi. Nhiều cưới hết rồi. Ừ. Từ lúc chị về. Vâng vâng. Từ lúc chị về làm dâu là nó đã vừa không to này đâu. Không mỏ mỏi. Mời các bà lên nhà nghe. Vừa vừa vừa.
Khuyến mãi, khuyến mãi. Trung vừa mới làm được video. Bỏ lên, bỏ lên. Không chú gà chú thử bia thuốc đào con thử con kéo con nằm ở đây ngủ nhẹ nhẹ ra không chú làm trước đây chú làm trước con mới làm theo được không không đó là chưa hút luôn hút thuốc đào truyền thống em ơi cái này là cổ đấy nhẹ nhẹ nha chú làm truyền thống cổ nhưng mà chú hút trước nha hút trước nhẹ nhẹ con hút được nha thử em thử hút thuốc lào thử em thử hút hút viên thuốc lào thử mai lấy một cái về không không được không được chú làm thử trước cái này chỉ con làm nhẹ nhẹ thôi nha ăn về không không điếu về là không rồi bây giờ hút mà mình dùng cái này thôi dạ tiếng này bác về là cái này về đấy em đang về hết rồi để cho chú làm thử đang có cái tủ kính điều đây đây là cái nhà trưng bày làm truyền thống của cùng người Tây nha dân tộc Tây dân tộc Tây là nhà hàng truyền thống đấy rồi ra tới con đấy con chưa con làm phát tiền các cái tụi nó luôn để coi sao chút vậy thôi để phun hết chút sai thử thử coi sao để thử coi sao hút nó hút nó để thử phải làm phát dạ để thử không đủ trình hút cái này dây anh phải hút được đấy phải kéo nữa con làm nhẹ nhẹ chú chú làm sao nhẹ nhất có thể nha giờ sao này con cầm lên làm phát ngang người đấy có quay rồi quay chưa quay rồi Hảo làm đi đi, Hảo làm ông châm cho. Ông về cho viên bà to hóa nhiều khói. Nhẹ nhá. Nhẹ thôi không sặc đấy. Rồi sao đấy chú? Cái này không giờ. Chưa có hơi. Không à, vậy bơm nhiều vào đấy. Rồi. Dít vào xong. Được, dít mạnh mạnh vào. Không, không làm chết rồi. Hảo làm phát mạnh. Dạ hết cỡ luôn. Từ từ thôi. Chị khói ra. Nó mới nhiều khói. Chị khói ra. Thổi ra chú. Ờ thổi đi. Nó chảy ra nước chảy. Đấy, được rồi. Nó rửa lên nó vào miệng đấy. Nước vừa đúng tầm rồi. Giang căng vào. Từ từ. Thế rồi. Thôi bà bị bể ra nhiều thế. Đi cái này là phê đấy. Phê chưa. Nào. Chưa. Nếu mà phê là rượu vào cồn nhá. Chưa. Làm lại chút thang đi. Làm lại. Thêm chút nữa chút nữa. Chưa. Ông vô viên có thơ hỏi với nhiều khói. Không mà học phải. Chạy ra nó chạy. Nó không làm bỡ ai đó không? Chưa. Nó không làm bỡ ai nhưng vấn đề làm nó sắc. Dạ. Nó sắc đấy. Để con thử nó lại. Đó lên đây hả ra ăn điêu nó còn to lên. Để thử lại. Anh nhả thế. Em được không? Chị ngã người nha, chưa kêu. Xịt đấy, xịt cái gì đó. Khói đi nhiều rồi. Rồi. Khói đi nhiều rồi nhưng mà chưa kêu. Chị gần nào. Vợ vợ đi ngày sau tinh thần là được. Thôi, hám nước chè anh cân có hám nước chè. Nó gọi là vòng thôi, thực lực thắng thôi. Nó không tinh thần là khoảng mấy ngày. Tức là chưa hết là cũng là cháu là quá nhiệt tình ra bác rồi. Thế đầu xuân năm mới đến gia đình chúc Tết thì thay mặt gia đình mà cũng rất là cảm ơn vợ chồng cháu rồi. Thế là nước chè uống rồi thôi, hút rồi thôi. Bây giờ chú cháu mình chung nhau một chén rượu ngày Tết. Ừ rồi. Nha. Con làm việc cho em miếng nước chè. Ngoài Nam con á là uống rượu là con phải có nước uống mới được chứ không phải là con uống nước chè. Tức là giảm sóc. Đúng rồi, đúng rồi. Nha. Ngoài con là uống rồi. Con với nước cắt lên luôn. Và mong là phải có nước canh. Dạ. Ở ngoài Nam á sau này chú Nam để ý là người ta nhậu á lúc nào cũng có ly ca trà đá kia bên nha. Uống cái là tôi uống ly nước liền.
Dạ, tại con quen rồi. Dạ, đây dạ, có nước lọc trong tủ dạ, rồi nha. Dạ. Dạ. Ồ, hôm qua không có. Vâng, thế nó rửa luôn, nó phải nóng cổ luôn. Mời nha. Đấy, rượu mèo vạc ấy. Người ta gửi xuống làm quà. Thanh Nguyên mà có rượu mèo vạc. Mèo vạc. Về làm dâu là nó có ở con lần đầu tiên có dịp ra ăn Tết mà bắt luôn á, lần đầu tiên. Đấy cũng có gì có gì được. Dạ. 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 Bữa nay nhìn thấy chú. Dạ. Dạ. Cô mới đi đến Gia Lai. Đặt lại ở Gia Lai công cô mới. Dạ. Đi trực tiếp đến thành phố Phan Thiết. Gia Lai chú. Trời ăn bơ sầu riêng. Còn xuống cái chỗ cháu còn 600 cây nữa. Dạ. Bơ sầu riêng với cà phê. Chả chả đến chỗ ấy đâu. Từ khi cô Phan Thiết mà xuống cháu là còn 600 cây dạ. Đấy. Con gác lắm rồi. Nhớ đây. Phải một lần ra về Tết rồi bắt. Từ đây cụ mới đi đến cái chỗ mới có 1.300 cây thôi. Dạ. Ở đây ai chứ mình xấu rồi mà. Đây người ta tính cho cái đường vòng, đường đất không phải đường kim bay. Dạ. Mà xa lắm rồi, xa lắm đấy. Chát, không ngon. Không ngon người ta nó mới để lại cho để mình dùng. Cái đoạn này là xa này. Ở trong cái 35 độ, ở đây 15 độ. Dạ, mà con 35 độ. Ở đây 115 độ. Còn nắng lắm. Đất nước Việt Nam của chúng ta ấy, như vậy là 54 dân tộc tụ hội thành đất nước Việt Nam, yeah. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Yeah. 54 anh em phải nói như thế. Còn trên thế giới chưa chắc đã đường nào nhiều anh em dân tộc như nước mình. Yeah. Nhưng mà sự tài tình của Đảng và Nhà nước đã tóm gọn lại thành một cái đại đoàn kết dân tộc. Dạ con ở ngoài Nam ra. À thế à? Dạ. Tần cái miền trong ấy. Dạ. Tức là cháu giới thiệu đây là ông Tin là ông chú ở trong xóm. Nhà Tin là dưới nhà anh Tin, dưới nhà Tin ở đây. Suốt ngày nhà Tin nhà dưới, thằng đây là thằng bạn cháu là ở trong Nam. Ở trong Bạc Liêu, thành phố Bạc Liêu ra chơi. Gần Cà Mau luôn. Gần Cà Mau. Gần đất mũi nữa. Tặng cùng cô quá. Nó mà lý nó là thích phong đường khác tông phải lý tiền gõ vô tư không biết chứ dân đây là cái nhà sàn cũ nhất ấy, người từ trong xóm bây giờ thì nó cũng thay đổi nhiều rồi dạ. Thế nhưng mà nhà này thì cố là để sử dụng con cháu còn ông ở đây thì ông cứ để thế thì đã để trong cái này thì nó cũng là từ các cụ rồi ông bác đây cũng bằng tuổi bố anh kia không gì bác là trẻ gì rồi tóc nhưng mà bằng tuổi cháu nữa dạ đây là vợ con hả à, hai vợ chồng à thế à dạ. Quá đẹp hai vợ chồng đi du lịch đấy cái du lịch cái này quá quý dễ gì có gì khó lắm rồi đời đời chung nó về đó ông về trưa nay à trưa nay thì giáo nghe vừa mới đăng cái đó là lên kiên cài để chúc Tết mới nè vừa đi ăn cơm xong đây, tập trung. Thôi thì thế này đầu xuân năm mới thì bây giờ thì coi là gia đình thì có chúc khỏe hai cháu ở tận Cà Mau về đến đây Bạc Liêu dạ. À, đến đây là thăm đến gia đình để chúc Tết này ông thì có cái này thôi tức là không uống ly đi không không này nãy giờ con đi nhiều chỗ lắm rồi uống hơi nhiều không nhiều mà bây giờ cái này nhiều nó pha vào nó càng tốt chứ không sao nó ngừng được nó làm cho vợ có uống ly đang linh hoạt cho vợ có uống ly vợ uống ly vậy cho vợ có uống ly rồi nóng à cái nhà của ông bác này là view cũng hơi không kém về nhà anh đúng rồi nhìn phát xuống đây ngồi đây à, nhà này là 4 gian nhà của anh chỉ là 3 gian rộng ở hướng rồi rộng hơn 4 gian chính thì gọi là 4 gian chính nhà này là nhà ngày xưa nhà ngày cháu xưa. Tiệp bây giờ là nhà thời nay dạ con ở ngoài Nam ra lần đầu tiên thấy cái mâm này con đi biết nhiều chỗ là cái mâm này lần đầu tiên thấy nè cái mâm này
mầm cổ gỗ ngày xưa mà phải làm cái ván có cái vanh nó to nhá. Đúng rồi, cái góc cái góc phải bự. Đây là cái thật cổ ngày xưa, bây giờ tìm không nó là rủi đấy. Rủi. Thì đó nãy giờ con đi biết bao nhiêu nhà mà con thấy cái mộc thì cái này có cái này để làm cái ngày xưa là dùng để làm ăn cơm, bên này toàn loại mâm này thôi, sau đó mới chuyển sang cái mâm nhôm mới làm nhôm. Dùng chứ còn có ngày xưa là toàn cái loại mâm này. Lúc mà con sinh ra thì con chỉ biết cái mâm nhôm thôi. Mâm nhôm là cổ dữ rồi đó, còn cái này là cổ hơn mâm nhôm. Uống cái nước này dạ. Rồi uống mới uống thử con này. Mọi người mình viên có cái gì khác không? Khác không? Khác. Cái cây này nó gọi là cây nấm đỉnh, mà nó trên ở ngoài tay là gọi là cây nấm đỉnh, mà cây nấm đỉnh là nấm đỉnh. Nhưng mà tính cây xin chịu đất. Nó gọi là cây xin đất. Nhưng mà cái cây nó không có ấy đâu, mình cứ gọi là dịch cái tiếng Tây ra là gọi là cây xin đất, nhưng mà nó xin thực đất. Ra là cây nó cao, nó mọc cao, nhưng mà cái cây này nó có tính an thần rất tốt nhá. Uống vào lại là dễ ngủ, mà lời tiểu lời thật, tức là đang chứa cái bệnh đi mình bị đái vàng là cây này nó uống nó cà luôn. Con là ăn cái nào về bà lấy cho. Ở dưới con miền Nam là chỉ có nước đá thôi. Đi đâu phải có nước đá. Cái cây này là có đặc tính là lên đây mới được có nước nóng rồi. Vị nó như cây trà, nhưng mà uống vào nó lại không mất ngủ như cây trà, mà ngược lại là làm ăn mình tôm mình nha. Tại mùa nào nó cũng nóng. Dạ tại dưới con hiện tại bây giờ là từ 30 đến 35 độ. Thế ở đây thì nó mùa này thì cũng lạnh ấy. Dạ. Bây giờ mấy hôm nay là còn đỡ đấy. Dưới con là 30 35 độ lạnh lắm. Ê nóng lắm. Đây là phải thêm áo dép, mùa áo dép là thêm áo dép. Chiều nay nó ấm thì mới không. Hôm nay đã ấm nhất trong từng bữa mùng 1 ra luôn á. Hôm nay ấm nhất rồi. Hôm nay thì ấm rồi, không dép. Nhà ông Tin đẹp hơn chỗ nhà anh này, view có ở bên trước cửa nhà lại có cái ao nhá. Ao này có nuôi cá không bác? Có nuôi cá thì nhà dùng thôi. Dạ dạ. Có nhiều cũng không bán, hỏi cũng không bán, nhưng mà rồi. Dạ. Nó có dịch vụ rồi, thế dạ. Là chỉ có là rồi phục vụ trong gia đình. Nhưng mà thôi. Đến uống nhiều vui là được. Dạ. nhưng mà hỏi cá bán là không có. Dạ. Là vì mình có chuyên môn. Nhưng mà bây giờ ai đạt nên mình cũng lười xuống cả trong ao ấy. Cứ thỉnh thoảng này thì xuống thì lúc nào mà giao được. Ở nhà viên của nhà bác này rất hay nhá. Cái này cái ruộng bên dưới là cũng của nhà bác này. Cái ruộng bên là cạnh cũng như cái ao, và cả cái mà cái khu cái cơ người từ từ cái bóng đèn quá. Bóng đèn có.